Xin chào các bạn đang xem video của Tri Thức Quanh Ta, một kênh kiến thức bổ ích và ý nghĩa. Hôm nay, tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về nguồn gốc của Đạo Phật, một chủ đề nghe vẫn còn lạ lẫm đúng không nào? Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người đã từng được nghe nhắc đến Đạo Phật, nhưng có lẽ rất ít người trong số đó thực sự hiểu về Đạo Phật. Muốn hiểu được Đạo Phật, thiết nghĩ chúng ta cần trải qua một thời gian dài học tập và nghiên cứu. Theo thống kê, cùng với Campuchia, Thái Lan hay Trung Quốc, nước Việt Nam của chúng ta cũng được coi là một quốc gia có nhiều tín đồ Phật giáo. Bằng chứng thì chắc không cần tôi phải kể ra đúng không? Như các bạn đã thấy thì Việt Nam có vô số chùa chiền và các lễ hội đền thờ. Hàng năm, tín đồ từ khắp mọi miền sẽ có những dịp tổ chức dâng hương cũng như những ngày riêng để tỏ lòng hướng về Phật Pháp. Phật Pháp được coi là phương diện giúp ta phát triển tiềm năng trọn vẹn của con người. Vì vậy, tìm hiểu về nguồn gốc Phật Pháp cũng là một điều không nên bỏ qua. Trước khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, các bạn đang ngồi trước màn hình đừng quên chia sẻ video này để ủng hộ Tri Thức Quanh Ta nhé. Trước hết, chúng ta hiểu nghĩa đen của hai từ Đạo Phật. Đạo tức là con đường, Phật nghĩa là giác ngộ. Vậy Đạo Phật được hiểu là con đường giác ngộ, quá đơn giản phải không các bạn? Thế nguồn gốc của Đạo Phật tới từ đâu? Tương truyền, cách đây 26 thế kỷ, ở phía đông bắc đất nước Ấn Độ thuộc Nepal ngày nay, có một vị thái tử tên là Tất Đạt Ma, là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Do cảm thấy cuộc sống trong cung điện quá nhàm chán, tiền tiêu không hết, ngày nào cũng có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp để mặc, lặp đi lặp lại giống nhau. Ngài lúc nào cũng ôm khát vọng, muốn thử ra ngoài nếm trải gió sương của thế gian. Một ngày, Ngài quyết định rời bỏ hoàng cung, chẳng màng tới giàu sang phú quý, đi tìm chân lý thực sự của đời người. Trong hành trình của mình, Ngài thấy ai ai cũng phải trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Đây vốn là quy luật không thể tránh khỏi. Nhưng Ngài tự ngẫm thế giới tươi đẹp thế sao có thể chưa hưởng thụ, đã vội chôn vùi mình dưới đất. Làm sao thoát khỏi quy luật vô thường chi phối con người? Qua mấy năm trời khổ hạnh, kết quả chỉ đưa người đến chỗ kiệt quệ, té xỉu không còn sức lực nữa. Ngài thấy đó là một quan niệm sai lầm. Nếu càng khổ hạnh chỉ càng đưa đến cái chết, chứ không cứu được mình, được người. Ngài liền từ bỏ khổ hạnh và đến cội Bồ Đề ăn uống trung hòa, tức Ngài ăn một bữa và tọa thiền. Dưới cội Bồ Đề, tức Bát La, Ngài lấy một ít cỏ trải tòa ngồi. Khi trải cỏ xong, Ngài chỉ cây Tất Bát La thệ tuyên rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không đạt được đạo thì dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi nơi đây. Vì có lời nguyện mãnh liệt đó nên suốt 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài liền được giác ngộ, lấy hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong suốt cuộc đời còn lại của mình, Đức Phật đã đi khắp miền Bắc Ấn Độ để giảng dạy giáo pháp Phật giáo cho nhiều người. Tuy nhiên, Ngài không dạy cho mọi người những gì Ngài đã nhận ra khi giác ngộ. Thay vào đó, Ngài dạy người ta làm thế nào để nhận ra sự giác ngộ cho riêng bản thân họ. Ngài tin rằng giác ngộ phải thông qua kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, chứ không phải thông qua niềm tin hay giáo điều. Có thể thấy Đạo Phật là một hệ thống triết học, khoa học và thực tế tạo nên con đường thực hành và phát triển tâm linh, dẫn đến cái nhìn sâu vào bản chất thật của cuộc sống. Đạo Phật phát triển qua hàng ngàn năm đã tạo ra một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả những ai muốn đi theo con đường này. Một con đường cuối cùng đạt được đỉnh cao trong sự giác ngộ hay Phật quả. Các khía cạnh khác nhau được nhấn mạnh trong mỗi một nền văn hóa tiếp nhận Đạo Phật. Và dù Đạo Phật mang nhiều hình thức, nhưng tất cả các nền văn hóa đều chia sẻ các giáo pháp căn bản. Thế nhưng cùng với điều đó, một câu hỏi khác lại được đặt ra, đó là liệu theo Đạo Phật có phải là mê tín không? Nhiều người khi thấy trong chùa thờ nhiều hình tượng của các vị thần như thần mây, thần mưa, thần sấm, thần sét, cùng nhiều hoạt động như cúm sao giải hạn, xin sâm bói quẻ, bèn cho rằng Đạo Phật là mê tín. Vậy thực hư sự việc như thế nào? Sở dĩ Việt Nam là nền nông nghiệp lúa nước, chúng ta phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết thiên nhiên. Vì vậy, từ xa xưa, người nông dân đặt niềm tin vào các vị thần như thần sấm, thần sét, tin tưởng và phụng thờ.
hầu mong các ngài ban cho mưa thuận gió hòa. Đó là những tín ngưỡng bản địa đã xuất hiện và tồn tại lâu đời trên đất nước Việt Nam trước cả khi đạo Phật du nhập vào nước ta. Những hình thức văn hóa tín ngưỡng ấy xuất hiện trong chùa như một cầu nối để giúp người dân đến gần hơn với đạo Phật. Và chúng ta không nên hiểu lầm rằng những hình thức tín ngưỡng đó là của Phật giáo. Có thể nói trong suốt quá trình du nhập và phát triển, Phật giáo chưa bao giờ chà đạp hay xóa bỏ đi nền văn hóa bản địa của bất kỳ quốc gia nào. Phật giáo luôn hòa nhập, song hành và phát triển cùng truyền thống văn hóa tín ngưỡng nơi mình du nhập. Vì vậy, khi đến với đạo Phật, chúng ta cần phân biệt rõ đâu là giáo lý đạo Phật, đâu là văn hóa tín ngưỡng dân tộc và đâu là mê tín dị đoan. Chúng ta nhất định phải học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc và khách quan đấy nhé. Tổng kết lại video ngày hôm nay, tôi vừa giúp các bạn trả lời hai câu hỏi: nguồn gốc của đạo Phật và đạo Phật có phải là mê tín hay không. Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ nhé. Sau khi xem hết video, có lẽ các bạn không còn phải lăn tăn hay nghi ngờ gì đạo Phật đúng không nào. Ngược lại, chúng ta nên tôn trọng sự du nhập văn hóa tốt đẹp này. Ok, video của tôi kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn